không lấy, không chấp, không ngăn ngại, không dính mắc, giống như hư không, không tàng chứa, không nắm giữ, vô thượng vắng lặng, cùng cực vắng lặng, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không thành không hoại, chẳng có chẳng không. Do đó ở trong thành nhẫn sâu xa, tưởng chẳng xa lìa diệu pháp của chư Phật. Vì sao? Vì diệu pháp của chư Phật lìa tánh, lìa tướng, không thể thiết lập, không thể tuyên thuyết, không thể nêu bày, khắp các loài hữu tình đều như hư không. Khi lòng Cát Tường nghe pháp sâu xa này, vui mừng hớn hở khen diệu Cát Tường: hay thay, hay thay, tôn giả đã nói pháp sâu xa mầu nhiệm không thể nghĩ bàn, nói các hữu tình thường chẳng xa lìa diệu pháp của chư Phật, ai tin hiểu được? Diệu Cát Tường đáp: các đệ tử chân thật của Phật đều tin hiểu được, đó là những vị tùy tín hành, hoặc tùy pháp hành, hoặc đệ bát, hoặc dự lưu, hoặc nhất lai, hoặc bất hoàn, hoặc A-la-hán, hoặc các độc giác, hoặc các Bồ-Tát đã được bất thối truyền, không động không truyền đối với các bạch pháp, đã khéo an trụ pháp rốt ráo không, pháp vô sở đắc. Những người này có khả năng tin hiểu được. Vì sao? Vì tòa bồ đề vi diệu của các Bồ-Tát này đã hiện ra trước mặt, có thể đối trước thế gian, thiên, ma vương, phạm thiên, đế thích, già môn phạm trí, a tố lạc, người chẳng phải người, vân vân, giống lớn tiếng sư tử. Ta ngồi kiết già nơi tòa này cho đến khi được vô thượng bồ đề, nếu chưa chứng được thì quyết chẳng rời tòa này. Vì sao? Vì các bồ tát này đã khéo an trụ pháp rốt ráo không, pháp vô sở đắc, không thể động vậy. Ví như cái cọc được đóng rất vững chắc, các châu chúa bị buộc chẳng lay động được. Cũng vậy, Bồ Tát đã khéo an trụ pháp rốt ráo không, pháp vô sở đắc, tất cả hữu tình chẳng thể làm khuynh động, chẳng thể làm xa lìa năng giác, sở giác và tòa bồ đề. Lòng Cát Tường hỏi: năng giác, sở giác và tòa bồ đề có chỗ nói được sao? Diệu Cát Tường hỏi gạn lại rằng: thế nào gọi là Như Lai biến hóa? Thế nào gọi là chỗ Như Lai biến hóa? Thế nào là chỗ Như Lai nương biến hóa? Thế nào là pháp chứng Như Lai biến hóa? Do đây nói là Như Lai biến hóa thuyết pháp chỉ dẫn. Lòng Cát Tường đáp: tôi còn chẳng thấy có thật Như Lai, huống nữa là thấy có Như Lai biến hóa, chỗ biến hóa, chỗ nương biến hóa, pháp chứng biến hóa. Do đây có thể nói Như Lai biến hóa thuyết pháp chỉ dẫn. Diệu Cát Tường bảo: hay thay, hay thay, chỗ ngài nói, chỗ ngài biết rất là đúng lý. Ngài đã chứng được tất cả pháp vô sở đắc nhẫn, nên mới có thể nói được như thế. Năng giác sở giác nên biết cũng thế. Lòng Cát Tường nói: chẳng phải tất cả pháp vô sở đắc nhẫn có khởi có hoại. Vì sao? Vì tất cả pháp là không, không có tự tánh, tự tướng cũng không. Các pháp như thế, không tướng, không đối, không sắc, không thấy, ngang cùng hư không, thì làm sao khởi được nơi tất cả pháp vô sở đắc nhẫn? Nếu tất cả pháp vô sở đắc nhẫn có nghĩa khởi được, thì nhẫn tiếng vang trong hang, hoặc nhẫn ánh sáng, hoặc nhẫn nước bọt, hoặc nhẫn bóng bóng nước, hoặc nhẫn quáng nắng, hoặc nhẫn cây chuối, hoặc nhẫn việc viễn, hoặc nhẫn cảnh mộng, hoặc nhẫn biến hóa, hoặc nhẫn ảnh trong gương, hoặc nhẫn thành tầm gương ảnh ảo, hoặc nhẫn cõi hư không, đều phải có nghĩa khởi. Vì sao? Vì nhẫn hư không vân vân có nghĩa khởi thì điều này nhất định không có. Nếu Đại Bồ Tát nghe pháp như thế mà chẳng kinh chẳng sợ, không mê hoặc, không nghi ngờ, tâm chẳng mờ mịt, tức là Bồ Tát vô thượng pháp nhẫn. Diệu Cát Tường hỏi: các chúng Bồ Tát không đắc pháp nhẫn chẳng lẽ không sai khác? Lòng Cát Tường đáp: nếu chúng Bồ Tát đối với pháp mà có chút phần chấp trước thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng đối với pháp nhẫn sâu xa ta đều hiểu rõ thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta là kẻ